Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên Và hôm nay trong video này thì Uyên sẽ chia sẻ cho các bạn một mẹo rất là nhỏ của Photoshop Giúp cho các bạn có thể theo dõi cái thao tác làm việc của mình được nhanh hơn Thì đây cũng là một câu hỏi Uyên nhận được từ bạn Vương Ngô Bạn có nhắn cho Uyên ở trên Facebook Và bạn gửi cho Uyên một tấm hình như tấm hình Uyên đang mở ở đây thì với tấm hình này các bạn có thể để ý là đây là một cái video tutorial của nước ngoài và họ đang vẽ bằng Photoshop thì cái giao diện làm việc của họ sẽ là cái hình lớn ở ngay giữa này. Và ngoài ra họ lại có thêm một cái cửa sổ nhỏ ở góc bên trái này để nhìn cái kết quả làm việc nghĩa là cái tổng thể khi chúng ta làm việc được như thế nào rồi thì bạn Vương Ngô thấy cái này rất là tiện nhưng mà không biết làm như thế nào để có thể mở được một cái tab nhỏ nhỏ ở góc bên dưới này và theo dõi những cái thao tác mình làm việc trên Photoshop. Viên thấy đây là một cái câu hỏi cũng khá là thú vị và cũng rất là có ích cho mọi người, cho nên là Uyên sẽ làm video này và Uyên hướng dẫn cho mọi người cái thủ thuật này luôn để mọi người cùng biết thêm được những cái mới của Photoshop giúp cho chúng ta làm việc được nhanh hơn. Thì ở đây Uyên lấy ví dụ là một tấm hình này Đây là một tấm hình chân dung Thì với tấm hình này các bạn có thể sử dụng để retouch Thì trong quá trình mà chúng ta retouch Retouch ra mặt hoặc là tất cả mọi thứ Thì nếu mà các bạn phóng to cái hình của mình lên Uyên lấy ví dụ mình phóng to lên như thế này Thì bạn không nhìn được tổng thể của hình Không nhìn được là mình đang làm như thế nào rồi Đại khái là như vậy Thì ở đây ha Để mở được một cái tab nhỏ như thế Các bạn sẽ vào trong menu window này Arrange. Trong cái window Arrange này thì chúng ta sẽ có một cái tab ở phía dưới này. New window for, cái này là tên file. Bởi vì hình này Uyên chưa có đặt lưu, chưa có đặt tên file cho nên là nó vẫn là Untitled 1. Thì ở đây bạn sẽ chọn là New window for Untitled 1. Bạn thấy ha nó sẽ có cho chúng ta một cái cửa sổ nữa ở đây. Thì với cái cửa sổ này các bạn sẽ kéo nó xuống. Đó bạn thấy không? Mình sẽ có một cái cửa sổ nhỏ như thế này, đặt ở một cái vị trí nào đó bất kỳ mà các bạn có thể làm rồi bạn có thể nhìn được ha thì với cái hình nhỏ này ha bạn có thể đặt ở một cái vị trí nào đó mà mình có thể dễ dàng theo dõi đây, ví dụ như bên đặt cũng góc dưới bên trái giống như là trong hình mẫu bạn gửi đi khi mà chúng ta quay về cái hình làm việc này thì bạn thấy là cái cái tab nhỏ của chúng ta nó bị ẩn đi rồi thì bạn có thể vào trong area này bạn có thể sắp xếp lại ở đây mình có thể chọn là hiển thị theo hai cửa sổ theo chiều ngang hoặc là chiều dọc Ví dụ ở đây thì Uyên chọn theo chiều ngang như thế này. À tôi hình này là hình dọc, hãy Uyên chọn theo chiều dọc đi ha. Hai cửa sổ theo chiều dọc này. Thì bạn có thể sắp xếp cái hình bên này, thu hẹp nó lại. Để mình nhìn tổng thể ha, còn hình bên này là hình để mình làm việc nè. Thì Uyên lấy ví dụ như là bây giờ Uyên xóa cái nốt ruồi ở đây đi. Khi mà Uyên thao tác ở trên cái hình lớn này các bạn thấy ha, thì cái phần nhỏ này nó cũng sẽ tự động nó có thay đổi luôn nghĩa là hình này để cho các bạn nhìn tổng thể thao tác mà mình đang làm còn những gì các bạn thao tác thì nó vẫn làm ở trên cái cửa sổ lớn này hai cái này nó chỉ là cách để nó hiển thị thôi nha nó không phải là hai file riêng biệt nó vẫn là một file ví dụ này uyên dùng cái công cụ brush uyên vẽ bất kỳ một cái gì đó lên trên cái hình này các bạn thấy khi mà uyên vẽ này hình mình nó sẽ hiển thị ra đây thì để cho chúng ta kiểm tra là mình đang làm đúng hay làm sai như thế nào đó các bạn thấy không? Nó sẽ có những cái thao tác để cho mình so sánh, mình nhìn tổng quan thôi, chứ nó không phải là hai file riêng biệt. Thì khi mà các bạn lưu cái file này lại, ví dụ nha, Uyên lưu cái file này lại. Uyên đặt tên này, test 1 này. Ok, thì bạn thấy không? Cái tên này, test1.bsd. Cái cửa sổ bên này cũng là test1.bsd luôn. Nghĩa là nó chỉ nhân bản cái cửa sổ làm việc của chúng ta ra một cửa sổ nữa Chứ nó không phải là nhân bản cái file làm việc Nhớ nha, cái file vẫn chỉ là một file thôi Cái này nó sẽ khác cái duplicate Ở chỗ là ví dụ ở đây Với cái file này Uyên vô image chọn duplicate này Rồi cái này Uyên đặt tên ví dụ như là test2 Bạn thấy nó có một cái file test2 ở đây Thì với cái test2 này ví dụ như Uyên chọn một cái brush khác Uyên vẽ vào thế nó không có ảnh hưởng gì đến cái test 1 của mình cả Nguyên lưu lại thì nó cũng vẫn là nằm trong cái test 2 thôi cái test 1 này nó vẫn là cái hình gốc ban đầu của mình bên này thì khi mà bên vẽ vô này bạn thấy không đó cửa sổ này nó sẽ hiển thị ra thì đây là cái mẹo nhỏ để cho các bạn mở thêm một cái cửa sổ nữa mình so sánh những cái thao tác làm việc của mình trên Photoshop mình vừa làm tới đâu mình vừa coi được cái tổng thể của nó tới đó cái này thì bạn có thể phóng to thu nhỏ ở cái phạm vi bên hình này zoom cỡ nào cũng được cả mình làm thì cái phần phạm vi ở bên hình này nó sẽ thay đổi theo để chúng ta có được một cái nhìn tổng quát của hình. Ở đây ha, ví dụ như là bên chọn một cái radian map. Mình thấy ha, khi bên chọn một cái radian map này, bên chỉ áp lên một cái hình cái phạm vi nhỏ ở đây thôi thì cái phần bên này giúp cho chúng ta check được tổng thể của cái hình của mình. Thấy không? Không cần phải zoom ra ha. Đó đại khái là như thế. Thì đây là một cái mẹo rất là nhỏ của Photoshop giúp cho các bạn tạo thêm một cái tab nữa để mình coi tổng thể cho hình ảnh của mình. Nếu mà bạn thấy video này hữu ích và bạn thích video của Uyên, vui lòng giúp Uyên chia sẻ đến bạn bè của bạn nhé. Cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Uyên để nhận video mới một cách nhanh nhất. Khi subscribe, bạn sẽ click luôn vào cái chuông kế bên nút subscribe để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào. Hoặc nếu ví dụ bạn có bất kỳ một câu hỏi nào về Photoshop, bạn có thể gửi cho Uyên qua email là uyên.vn. Uyên sẽ xem xét và làm video hướng dẫn những cái câu hỏi đó cho các bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời bình yên thôi yêu mãi không rời hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc